không, em không. Anh á? Hả? Ờ, à, ủa? Ai là người kiên nhẫn hơn? Kiên nhẫn hơn là vì mình người lớn hơn. Wow. Là trẻ con. Ai là người thường xin lỗi trước khi tranh cãi xảy ra? Thấy chưa, xin lỗi lần nào nha. Có mà. Có không? Có chứ, xin lỗi nhiều mà. Không nhớ luôn. Vậy hả? Xin lỗi chuyện gì vậy? Cũng không biết nhưng mà cũng có xin lỗi. Sao? Rồi. Ủa? Ai là người hay bị bắt nạt nhất? Cái này đúng rồi, cãi đi. Ai là người thích khoe ảnh đối phương lên mạng xã hội hơn? Phải không? Yêu thì khoe chứ có gì đâu. Mời đẹp. Ai là người có suy nghĩ tích cực hơn khi gặp một vấn đề? Ủa? Em cũng có vậy. Ờ, đúng rồi, em cũng có vậy. Hai đứa tích cực. Ai là người có nhiều tật xấu hơn? Anh. Ai là người nghiện mua sắm hơn? Không ai nghiện hết. Không, không, không ai nghiện. Ai là người bừa bộn hơn? Anh quay lại đi. Đây nha, đây nha. Anh quay lại đi. Em mở vô. Anh đi quá à. Mình bừa bộn. Được không? Ờ, đúng rồi anh. Không, đây con gái vừa hơn nha. Ai thường là người nấu ăn ở nhà? Mua đồ ăn không ạ? Ai là người nóng tính hơn? Không, không nóng. Không ai nóng hết. Không ai nóng hết. Ai thường là người ngọt ngào hơn? Chị dành nha. Ủa, em cũng có vậy. Ta dành mấy cái đẹp đẹp không rồi nha. Ủa, chứ sao? Chúng ta có thiệt chứ bộ. Thôi, bằng nhau. Đón xem chương trình Vui Cùng Bố Bỉm sẽ được phát sóng vào lúc 19h30 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7 bắt đầu từ ngày 12 tháng 5 2023.